Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm trên tay hôm nay em đang cầm để gửi tới mọi người đó chính là măng lích đề, hay người ta còn gọi là bánh răng lai đề của xe Hyundai Santa Fe 2015 máy dầu. Sản phẩm được sản xuất bởi Kia Mobis. Đây. Hyundai Mobis này, trực thuộc Kia này. Tại Hàn Quốc, mã sản phẩm của nó là 46145-2F000. Đây là Cruise AZ Overrunning. Quy cách đóng gói của sản phẩm là mỗi một bánh răng được đựng trong một chiếc hộp như thế này với kích thước là 13, 8 và 8. Đây, bây giờ em sẽ mở bên trong để em và mọi người sẽ cùng xem. Đây, đây là hình thù của cái bánh răng đề. Đây, mọi người có thể nhìn mã. Đây là phần bánh răng này. Cái phần ở trong đề này. Đây là cái phần bánh răng để lai đề đấy. Mọi người chờ một chút nhé. Em sẽ cắt ra cho mình nhìn. Nó đóng gói như thế này để đảm bảo, bởi vì khí hậu của nước ta là khí hậu là nhiệt đới anh em ạ. Nếu mà bỏ ra ngoài thì nó dễ bị gọi là han rỉ đấy ạ. Đây, anh em có thể nhìn chưa ạ? Đây, phía trong này anh em đừng thắc mắc đây là cái gì nhé. Đây là cái lớp mỡ người ta bôi để cho nó không bị han rỉ và nó trơn khi anh em lắp vào cái củ đề đấy ạ. Đây gọi là cái phần đánh bánh răng khi mà anh em khởi động kết hợp với cả cái con chuột đề nữa thì sẽ làm cho cái bánh răng này hoạt động. Đây, đây là hình ảnh của sản phẩm được sản xuất từ những loại thép đặc chủng chuyên sản xuất cho linh phụ kiện ô tô. Đây. Với cái loại này thì nó bao gồm 2, 4, 6, 8, 10, 11 răng anh em nhé. Vâng, thì vừa rồi em có giới thiệu sơ qua tới mọi người, đấy là hình ảnh của sản phẩm bánh răng đề của Hyundai Santa Fe 2015 máy dầu. Anh em có nhu cầu cần quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.